thấy thủ môn đối phương ném bóng xuống đất. Tiền vệ Andriy Pavlakis nấp sau cột dọc đã chạy lên cướp bóng rồi ghi bàn. Cụ thể phút 85 của trận đấu, khi thủ môn Aris ném bóng xuống và chuẩn bị phát lên trên thì tiền vệ Pavlakis đang nấp sau cột dọc đã chạy ra cướp bóng rồi sút thẳng vào lưới trống. Sau khi trận đấu kết thúc, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh pha lập công của Andriy Pavlakis. Có người thì bênh vực Andriy Pavlakis nhưng cũng có ý kiến chỉ trích anh đã chơi không đẹp. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Trong bóng đá, bên cạnh những pha bóng hay, bàn thắng đẹp thì còn có những tình huống có phần hài hước và hết sức khó đỡ. Sự hiện diện của chúng cũng là một phần khiến cho mỗi trận đấu có hương vị đặc sắc khác nhau. Mời các bạn cùng điểm qua một số khoảnh khắc trong bóng đá nữ. Một cổ động viên đã bất chấp quy tắc xâm nhập sân bóng để chụp hình với nữ cầu thủ mà mình yêu thích. Nhưng độ cuồng quá mức này đã khiến anh chàng phải nhận một cái kết thích đáng. Bỏ lỡ một bàn thắng 10-10 thế này quả thật là điều không thể nói nổi. Và cách duy nhất là cô ấy nghĩ đến chính che mặt để tự kỷ như vậy thôi. Hẳn là nữ cầu thủ này cũng thần tượng những bước đảo chân của Cristiano Ronaldo, nhưng hẳn là cô vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn. Một ngày bạn thấy buồn chán thì bóng đá chắc cũng thiếu tinh thần như này thôi. Có vẻ như trong tiềm thức, trọng tài cũng nhận định đó là một pha bóng đã kết thúc hoặc giả là đã quên chú ý. Cho nên khi nữ cầu thủ áo đỏ cầm bóng mà vẫn không hề dính phải chiếc thẻ hay quả pen nào. Bạo lực trong các trận đấu bóng đá là điều diễn ra khá thường xuyên. Mặc dù với bóng đá nữ thì hiếm gặp hơn, nhưng mà không phải là không có. Cô nàng Elizabeth từng khiến cả thế giới bóng đá choáng váng khi biến sân bóng thành show diễn võ thuật của riêng mình bằng những pha ra đòn dữ dội nhằm vào Cassidy. Mà điều hài hước là đánh cho đối thủ sấp mặt, nhưng mà cô nàng chỉ phải nhận về một thẻ vàng mà thôi. Tuyển thủ Ukraine Natiza đã nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi được bình chọn là khó đỡ và thô thiển nhất mọi thời đại ở vòng loại Euro 2022. Đáng lý ra chỉ cần phá bóng hoặc là truyền về cho thủ môn để giải vây thì cô đã bỏ bóng và chạy đến ngăn cản tiền đạo phía đối thủ. Và đây là khi bạn chọn nghề tay trái là đóng cọc. Nếu có thể phá tung lưới đối thủ, tất nhiên người ghi bàn sẽ rất vui vẻ. Nhưng với nữ cầu thủ này thì cô nàng đã có một màn ăn mừng bất đắc dĩ với khuôn mặt như méo. Trận ra mắt tuyển nữ Aston Villa tại giải bóng đá Anh này đã kết thúc với thất bại 0-2 trước Manchester City. Chính nhờ những sai lầm trong phòng ngự của đối thủ, cô gái Stanway của Man City đã tận dụng cơ hội vượt qua thủ thành đối phương và ghi liên tiếp 2 bàn. Bực nhất là khi đang thi đấu với tinh thần rất trong sáng nhưng mà đối thủ thì cứ tìm cách gian lận. Cô nàng Moros đã nhịn không được sự khó chịu khi Rapinoe bên phía đối thủ cố ý nằm sân. Những gì cô có thể làm chính là thể hiện chính xác cảm nhận của mình về khả năng diễn xuất của đối thủ. Những trường hợp kéo tóc để ngăn cản đối phương khi tranh bóng không phải hiếm, và trong bóng đá nữ thì điều này có lẽ còn dễ thực hiện hơn so với bóng đá nam rất nhiều. Và đây là một tình huống khó xử xảy ra tại một giải bóng đá nữ tổ chức ở Jordan, nhưng đã nhanh chóng được xử lý êm đẹp. Trong một pha tranh bóng, chiếc khăn trùm của một nữ cầu thủ đã bị tuột khỏi đầu ngay giữa sân bóng. Đây là điều cấm kỵ đối với phụ nữ theo đạo Hồi, nhưng điều tuyệt vời chính là các cầu thủ đối phương đã bỏ dở pha bóng và nhanh chóng cùng quay vòng tròn để che chắn cho cô ấy. Hai nữ cầu thủ này đã cùng nhau tham gia một trải nghiệm gọi là thử thách cú đá karate. Thử thách thực hiện thành công, nhưng nữ cầu thủ của Reims thì phải nhập viện, còn cô bạn bên phía Lyon thì được phép nghỉ ngơi tắm sớm.
chúng ta đang chứng kiến là hai bàn thắng độc đáo ghi trực tiếp sau các pha đá phạt góc trong cú hat-trick mà tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung từng thực hiện trong chiến thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Malaysia tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2015. Đây chính là thành tích có 1-0-2, thậm chí là chưa có nam cầu thủ nào thực hiện được. Trận cầu giữa hai câu lạc bộ Portland Thorns và Kansas City thuộc giải đấu tại Mỹ này đã có một cái kết bất ngờ vào những phút cuối. Nhưng bất ngờ không ở chỗ ngược dòng hay gì, mà là bốn chiếc thẻ đỏ đã được rút ra sau pha lộn xộn này. Cũng trong một trận đấu khác tại Mỹ, hai nữ cầu thủ đã có một tình huống va chạm mà không ai có thể tưởng tượng ra. Cả hai đã bị ngã khi dây giày của họ vô tình vướng vào nhau. Cũng từng có vài trường hợp tương tự, nhưng mà có người thậm chí còn không thể thoát ra được. Đây có thể xem là một trong những pha bỏ lỡ hài hước nhất trong nhiều mùa giải của bóng đá nữ. Mặc dù liên tiếp chạy lên trên bóng, nhưng mà cả ba cô gái đều ngã lăn trên sân ở phút chót và không thể ghi bàn dù đã có bóng trong chân. Đội nữ Chelsea đã phải nhận lấy thất bại nặng nề khi thua sốc Barca 4 bàn không gỡ. Mà khó chịu chính là ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, bàn mở tỷ số đã xuất hiện, mà đó lại là bàn phản lưới nhà ngay từ phút đầu tiên. Lại thêm một ngày thi đấu đáng quên nữa, và lần này là cô nàng Helen Aki khi biếu không bàn thắng cho Kip Orebro. Chị gái này cũng cá tính ghê gớm lắm, chỉ là trên sân còn có thẻ đỏ mời ra ngoài, chứ về nhà thì không biết ai chịu được những màn ăn đòn của chị. Đội nữ North County đã từng phối hợp tạo ra một trong những quả đá phạt có tính cú lừa cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh Quốc. Đau hơn cho Arsenal là Ellen White, cầu thủ ghi bàn lại chính là người cũ của đội bóng này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.